Vì vậy vấn đề đánh thuế với bất động sản đã được Bộ xây dựng tiếp tục đặt ra, nhưng cần nhấn mạnh rằng đề xuất này chỉ áp dụng với nhà đất thứ hai và nhà đất bỏ hoang không sử dụng. Tính thời điểm cũng được đề cập, đó là đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Mục đích quan trọng của việc đánh thuế là hướng đến hạn chế tình trạng đầu cơ, mua giữ đất đai nhưng không đưa vào khai thác sử dụng. Đó cũng chính là mô hình thuế mà nhiều quốc gia đang thực thi để điều tiết thị trường bất động sản tại việt nam nhiều chuyên gia cho đến nay cũng đồng thuận với việc đánh thuế bất động sản thứ hai bất động sản bỏ hoang tuy nhiên cần phải có các điều kiện cần và đủ như xây dựng hoàn thiện bộ dữ liệu bất động sản việc đánh thuế cần tính theo giá trị và giá trị gia tăng tính toán kỹ lưỡng thời điểm áp dụng từ đó tránh việc đánh thuế không đúng không trúng đối tượng cũng như các tác động tới nền kinh tế chung